Ngay từ thủa lọt lòng, những đứa trẻ ở khắp các miền quê Việt Nam đã lớn lên đắm mình trong cái nôi văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ lời ru của mẹ, bài học của cha, trò chơi của chị, tiếng gọi đò bên sông, tiếng võng đưa kẽo kẹt lúc trưa hè, tiếng già làng kể khan, tiếng cồng chiêng vang vọng rừng núi. Trong kho tàng văn hóa ấy, không thể không nhắc tới văn hóa ẩm thực của 54 dân tộc Việt Nam. Ở mỗi vùng miền, mỗi địa phương, mỗi dân tộc đều có một nét đặc trưng riêng trong cách chế biến món ăn, khẩu vị và thưởng thức ẩm thực. Về nguyên liệu chế biến, Việt Nam là một đất nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước lâu đời. Từ đặc trưng đó đã hình thành một nền văn hóa ẩm thực Việt Nam đa dạng phong phú với nguyên liệu gốc phần lớn được chế biến từ lúa, ngô, khoai, sắn. Bằng sự sáng tạo tinh tế khéo léo trong cách chế biến món ăn, đồng bào 54 dân tộc Việt Nam đã chế biến ra hàng trăm món từ cơm, bún, bánh, phở. Trong bữa cơm thường ngày, người Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng thường ăn cơm gạo tẻ. Còn trong những dịp đón khách quý, lễ Tết, mâm cỗ của gia đình không thể thiếu món xôi đỗ, xôi ngũ sắc hoặc cơm lam. Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc Việt Nam còn sáng tạo ra các món bún như ngô, bún gạo, các loại bánh phở, các món bánh trái phong phú hấp dẫn. Trong ca dao hò vè của người xưa, đã có nhiều câu liên quan đến hình dáng, tên dân gian của các loại bánh. Ai được thoát thân thì ăn bánh lọt, trôi nước rất ngọt để các thợ chài, dầm mưa hoài hoài thì ăn bánh ướt, bất toại vô phước thì ăn bánh bò. Hay muốn ăn bánh ít lá gai, lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi. Nếu như người Kinh có món bánh chưng bánh dày, bánh trôi, bánh chay, bánh mật, thì người Tài người Nùng ở Cao Bằng Lạng Sơn có bánh chưng gù, bánh ngải, bánh cóng phù, bánh trôi, bánh cuốn trứng. Người Mông vùng miền núi phía Bắc có bánh dày, bánh ngô. Người Hà Nhì có bánh gù, bánh trôi, hay còn gọi là bánh chả lẹ. Người Cơ Tu, Tà Ôi ở vùng Trường Sơn Tây Nguyên có bánh sừng trâu, bánh tình yêu. Người Chăm có bánh căn, người Khmer Nam Bộ lại có món bánh ca tùng, hay còn gọi là bánh thốt nốt. Cùng một loại bánh, nhưng mỗi một dân tộc lại có cách chế biến khác nhau, tạo nên hương vị màu sắc riêng, rất đặc trưng và hấp dẫn. Đặc biệt, mỗi một dân tộc thiểu số của Việt Nam đều có những món ăn truyền thống, mang đậm sắc thái của dân tộc mình. Nếu như người Mông có món mèn mén làm từ ngô, thắng cố làm từ thịt ngựa, người Tây có món xôi ngũ sắc, măng nhồi thịt, thịt lợn kho chám, thì người Thái lại có các món nướng như là cá nướng, gà nướng, thịt lợn nướng. Người Mường có món thịt chua, thịt trâu lá lồm, cỗ lá. Người Cơ Tu có món da rá, thịt nướng ống. Người Ede Gia Rai, Mơ Nông có món gà nướng cơm lam. Người Chăm có món bánh căn, mắm lòng cá, cơm nị, cá búa, cà ri, tum lò mò hay còn gọi là lạp xưởng bò. Người Khmer có món bún nước lèo, cốm dẹp, bánh cà tum. Về gia vị, ẩm thực các dân tộc Việt Nam còn đặc biệt ở cách tẩm ướp gia vị, tạo nên dư vị mùi thơm đặc trưng. Các thứ phụ gia còn gọi là gia vị để chế biến món ăn của các dân tộc Việt Nam rất phong phú, bao gồm nhiều loại rau thơm như là húng thơm, tía tô, kinh giới, hành, mùi tàu, thì là. Gia vị thực vật như ớt, hạt điêu, hạt dổi, hoa hồi, xả, hẹ, tỏi, gừng, chanh quả, lá chanh, lá sung. Các gia vị lên men như là mẻ, mắm tôm, bỗng rượu, giấm thanh, nước mang chua, nước cốt dừa. Đặc biệt nhất trong khâu nấu nướng, các dân tộc đều rất chú ý khâu ướp thực phẩm để hun như lợn thịt xông khói, thịt trâu gác bếp, để nướng như cá, gà, lợn hoặc để hông, đồ. Về cách chế biến món ăn, tục ngữ Việt Nam có câu ăn thịt bò không tỏi như ăn gỏi không rau mơ. Các gia vị đặc trưng trong nền ẩm thực dân tộc Việt Nam được người chế biến sử dụng một cách tương sinh hài hòa và thuận theo nguyên lý âm dương phối triển. Những món ăn dễ gây lạnh bụng thì có gia vị cay nóng đi kèm. Các món ăn kỵ nhau gây hại cho sức khỏe cũng được dân gian đúc kết thành kinh nghiệm lưu truyền qua các thế hệ bằng thành ngữ, tục ngữ, ca dao, hò vè. Trong chế biến món ăn, các dân tộc Việt Nam luôn coi trọng triết lý âm dương ngũ hành của các món ăn. Chẳng hạn như gừng đứng đầu vị nhiệt, dương, có tác dụng làm thanh hàn, giải cảm, giải độc, nên được dùng làm gia vị đi kèm với những thực phẩm có tính hàn, âm,
như bí đao, rau cải, cải bắp, cá, thịt bò, thịt gà. Ớt cũng thuộc vị nhiệt dương, nên được dùng nhiều trong các loại thức ăn thủy sản như cá, tôm, cua, mắm, gỏi. Là những thực phẩm mang tính hàn, lại có mùi tanh. Rau răm thuộc vị nhiệt dương, đi với trứng lộn thuộc tính hàn âm. Về phép tắc ứng xử qua văn hóa ẩm thực, thành ngữ Việt Nam có câu: ăn trông nồi, ngồi trông hướng, ăn dỗ, ngồi áp vách, có khách, ngồi thành bàn, hay ăn lấy thơm lấy tho, chứ không lấy no lấy béo. Văn hóa ứng xử, những phép tắc lễ nghi trong ăn uống đều được các dân tộc Việt Nam đặc biệt coi trọng. Văn hóa tinh thần của các dân tộc Việt Nam chính là sự thể hiện nét đẹp trong văn hóa giao tiếp, là sự cư xử giữa người với người trong bữa ăn, làm vui lòng nhau qua thái độ ứng xử lịch lãm, có giáo dục. Việc ăn uống đều có những phép tắc, lề lối riêng từ bản thân đến trong gia đình rồi các mối quan hệ ngoài xã hội. Trong mỗi gia đình, những phép tắc lịch sự, mực thước, lễ nghi trong ăn uống đều được ông bà bố mẹ dạy cho các con ngay từ thuở còn bé. Khi ngồi vào mâm cơm, người lớn cao tuổi ngồi trên, trẻ em ngồi dưới. Trẻ em mời người lớn ăn cơm, thể hiện lễ giáo và sự kính trọng với người trên tuổi. Khi nhà làm cỗ, mổ thịt gia cầm thủy sản, người chế biến thường chọn những phần mềm như bộ lòng, trứng của gia cầm thủy sản, băm nhỏ ướp gia vị, cho vào lá dong, gói nướng lên để dành cho người già. Còn đùi gà, vịt thường được nhường cho trẻ nhỏ. Đặc biệt là trong bữa cơm đãi khách của các gia đình người Thái, người Tày, người Mường, chủ nhà thường rót lưu rượu đầu tiên mời khách, gắp miếng thức ăn ngon nhất dành cho khách. Hội nhập và phát triển. Hiện nay trong quá trình hội nhập và phát triển, tại 63 tỉnh thành trong cả nước đều xuất hiện nhiều quán ăn, nhà hàng đặc sản ẩm thực dân tộc nổi tiếng để phục vụ nhu cầu thưởng thức của các thực khách. Tại Hà Nội có Sen Hồ Tây, Bao Quán, Phương Nam, Sành Quán. Đà Lạt có nhà hàng Phố Núi, Hương Rừng, Hoàng Gia. Thành phố Hồ Chí Minh có Hoa Sơn Tửu Lầu và Ngoạn Long Trại, làng ẩm thực văn hóa Tây Nguyên, chuỗi quán quê nhà, phong vị ẩm thực Việt. Bên cạnh đó, tại các bản làng vùng cao miền núi phía Bắc cũng đang phát triển mạnh các dịch vụ du lịch homestay. Khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến tham quan trải nghiệm tại các bản làng đều được thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương do đồng bào chế biến tại nhà để thiết đãi khách. Những món ăn vô cùng ngon miệng, hấp dẫn, dư vị tuyệt vời. Ẩm thực các dân tộc Việt Nam là một bức tranh đa sắc màu, có bản sắc đặc trưng riêng nhưng vẫn mang một cốt cách linh hồn Việt đồng nhất. Bạn hãy cùng chúng tôi dạo một vòng xuyên Việt đi qua 63 tỉnh thành trên giải đất hình chữ S để cùng thưởng thức các món ăn dân tộc độc đáo tuyệt vời mang phong cách riêng của 54 dân tộc Việt Nam nhé.